So you? Vinegar. Sauce vinegar. じゃあもっと言えば。もっと言えば。ミルザマネ。Đấy là quả giấm chưa? Đây, giấm đây, đây là giấm, giấm, giấm chua. Đây là xe. Đấy, đây là một con hàu rất ngon. Mở nắp rồi bố. Đây là ớt hả bố? À, đây là ớt. Nó như kiểu Tabasco ấy. Rồi, ok. Rồi, nhìn đây. Rồi, chúng ta. Một con này có giá 80.000 ở tại chợ hải sản trung tâm của Tokyo. Con này ăn rất ngon. Chúng ta sẽ cho giấm và chúng ta sẽ cho giấm và chúng ta cho tại Tabasco vào. Sau đó chúng ta sẽ ăn nó. Wow, nhìn miếng này ngon chưa? Quay gần vào này. Ngon rồi. Ngon. Cực kỳ ngon. Perfect. Đây là cách làm rất hay. Có nghĩa là sau khi con ghẹ hấp lên con cua, càng hấp lên thì là có thể đưa vào kho này. Xin chào và các bạn, và hôm nay tôi đã chính thức xuống tiền để mua một bộ dao handmade của Nhật. Bộ dao này là do các cửa hàng ở đây họ tự làm và chất lượng rất là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh đây là những con dao mà thủ công với giá thành rất cao. Tôi đã chính thức mua xong một bộ dao để làm cá. Tôi cảm thấy rất là mãn nguyện, tâm đắc. Rất hy vọng là trong tương lai gần tôi sẽ có được nhiều cái sản phẩm ngon. Ok, am I ready? Yes. Ok, thank you. Thank you.